Kính chào quý khán giả và các đồng chí. Tiểu đoàn 2 Cục Kỹ thuật Binh chủng Tổng cục Kỹ thuật có nhiệm vụ trọng tâm là vận chuyển xe tăng thiết giáp, xe xích và vật tư tăng thiết giáp theo kế hoạch, tiếp nhận điều chuyển theo chỉ đạo của Bộ, Tổng cục và Cục Kỹ thuật Binh chủng, tham gia bổ túc bồi dưỡng lái xe và thợ sửa chữa xe MARK cho toàn quân, quản lý tiếp nhận cấp phát xăng dầu theo kế hoạch của Tổng cục Kỹ thuật. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tiểu đoàn không chỉ chú trọng huấn luyện, bổ túc, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực sửa chữa mà còn thường xuyên chú trọng đảm bảo công tác an toàn giao thông đối với đội ngũ lái xe thực hiện nhiệm vụ lái xe chở tăng khi tham gia giao thông trên đường. Tỉ mỉ, cẩn trọng và chấp hành nghiêm luật an toàn giao thông đường bộ chính là phương châm hành động của đội ngũ cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn 2 khi vận hành những chiếc xe siêu trường siêu trọng đảm bảo an toàn tuyệt đối khi tham gia giao thông trên mỗi cung đường thực hiện nhiệm vụ. ZKT MAS 537 là dòng xe đặc chủng chuyên dùng, chuyên chở các loại xe tăng thiết giáp, pháo tự hành cho các đơn vị trong toàn quân. Chiều dài quá khổ và thường xuyên phải lưu thông trên đường bộ, với đặc điểm nhiều cung chặng đèo dốc, tầm nhìn hạn chế. Để đảm bảo sức cơ động nhanh, an toàn của các dòng xe đặc chủng này, khi tham gia giao thông thì vai trò của đội ngũ cán bộ nhân viên chuyên môn kỹ thuật, đội ngũ lái xe giữ vai trò then chốt và đòi hỏi người lái xe hội tụ nhiều kỹ năng như quan sát, xử lý tình huống đến hiểu biết về cấu tạo, bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện khi tham gia hành quân trên đường. Để thực hiện tốt được nhiệm vụ này, công tác huấn luyện, bổ túc tay lái, nâng cao trình độ khai thác, sử dụng phương tiện vận chuyển như MAS 537, KZKT đối với đội ngũ lái xe tại Tiểu đoàn 2, Cục Kỹ thuật Binh chủng Tổng cục Kỹ thuật luôn được cấp ủy chỉ huy đơn vị quan tâm thực hiện bằng nhiều biện pháp đồng bộ. Trong đó đòi hỏi đội ngũ lái xe phải trải qua quá trình rèn luyện bản lĩnh công phu tỉ mỉ. Những buổi hệ thống hoàn thiện các kiến thức về luật giao thông đường bộ Việt Nam, bổ sung những nội dung mới như các nghị định của chính phủ, các văn bản quy định dưới luật trong việc chấp hành luật giao thông và trật tự an toàn giao thông như thế này cũng được đơn vị duy trì thành nề nếp. Cùng với đó, các nội dung kỹ thuật lái xe cơ bản, lái xe trên đường có mật độ giao thông khác nhau, quy tắc lái xe MAS 537 KZKT cũng được cán bộ giảng dạy lồng ghép với các hình ảnh minh họa sinh động. Thì hàng năm thì cái đội ngũ cán bộ của chúng tôi là luôn chủ động trong công tác xây dựng giáo án, bài giảng và lựa chọn cái nội dung huấn luyện nó sát với tình hình thực tiễn của đơn vị. Cái thứ hai nữa là về cái mô hình bãi tập thì chúng tôi luôn được chuẩn bị chu đáo đầy đủ nhằm phục vụ cho công tác huấn luyện. Đối với cái bài giảng chúng tôi huấn luyện cho các đội ngũ lái xe thì một là về cái yếu lĩnh động tác khi lái xe trong hình kích thước hạn chế này, là khi lùi vào ghép vào nhà xe, khi tiến luồn cọc hoặc là lùi vào hầm, thì là tôi đã giảng cho các đồng chí lắm được về cái yếu lĩnh và cách xử trí trên các tình huống đó. Tôi đã giảng cho các đồng chí về một số cách xử trí các tình huống khi giao thông trên đường, thì chia sẻ những cái kinh nghiệm cho các đồng chí lắm được trong quá trình vận chuyển và giao thông trên đường nhằm đảm bảo an toàn cao nhất. Đây là thao trường chuyên ngành đặc chủng của tiểu đoàn 2 với chiều rộng chừng 5 km để có thể bố trí được các bài huấn luyện thực hành chuyên ngành sát thực tế. Mỗi bài thực hành lái, người lính lái xe phải vượt qua 3 bài tập tổng hợp: tiến lùi thẳng trong hình hạn chế, lùi vào hầm xe, ghép xe vào nhà xe 90 độ. Muốn qua được các vật cản, đòi hỏi người lính lái xe không những bình tĩnh mà còn phải khéo léo xử lý tốc độ, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật. Xe chở tăng là dòng xe đặc chủng có cơ cấu đặc biệt và kết cấu phức tạp với chiều dài quá khổ, trọng tải lớn. Những vùng điểm mù rộng, nhiều góc chết, do vậy tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ gây mất an toàn trong khi tham gia giao thông. Để đảm bảo an toàn cao nhất khi vận hành, sử dụng và tham gia vận chuyển, trước hết là khâu kiểm tra, chuẩn bị xe để đảm bảo tất cả các yêu cầu kỹ thuật,
hạn chế sự cố trong quá trình vận chuyển. Và quan trọng nhất là thường xuyên huấn luyện bổ túc cho lái xe nắm rõ về luật giao thông đường bộ cũng như tính năng kỹ chiến thuật của dòng xe này. Trong quá trình huấn luyện, đặc biệt huấn luyện trong bãi tập được bố trí theo địa hình, vật cản sát với thực tế, giúp cho người lái xe luyện tập những kỹ năng cách xử lý an toàn khi vào những vùng có nguy cơ mất an toàn cao như vào vòng cua, đường hẹp, đèo dốc, ngầm. Từ đó tích lũy được những kinh nghiệm thực tế cho mỗi lái xe. Thông qua huấn luyện lái xe thực tế trên bãi tập, rèn luyện cho mỗi lái xe kỹ năng quan sát, phát hiện mối nguy hiểm tiềm ẩn, khắc phục những nhược điểm, hạn chế của dòng xe siêu trường, siêu trọng, trang bị cho mỗi lái xe tất cả kỹ năng xử lý các tình huống. Vừa rồi chúng tôi đã huấn luyện thành công 4 tình huống trong bãi tập liên hoàn tổng hợp của bãi xe đặc chủng, đảm bảo an toàn, hoàn thành tốt các nội dung được giao. Liên tục huấn luyện như thế này thì giúp cho những người lái xe là tăng cường được cái khả năng quan sát, phát hiện những mối nguy cơ tiềm ẩn và đào tạo bổ túc lại cái tay lái, nâng cao được cái tay lái cho người lái xe. Do vậy là cái việc huấn luyện thực tế trên bãi tập như vậy tôi cảm thấy là hết sức cần thiết và quan trọng để đảm bảo an toàn cao nhất trong quá trình thực hiện nhiệm vụ vận chuyển xe tăng thiết giáp và trang bị khí tài đặc chủng cho các đơn vị trong toàn quân. Trong những năm qua, Tiểu đoàn 2 đã thực hiện tốt chế độ bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất trang thiết bị khí tài đúng theo kế hoạch và quy trình công nghệ, hạn chế thấp nhất xuống cấp của trang thiết bị. Xây dựng, triển khai hoàn thành 100% kế hoạch tổ chức huấn luyện, chú trọng huấn luyện thực hành và xử lý tình huống, kiểm tra trình độ kỹ năng nghề, huấn luyện bổ túc lái xe, tham gia huấn luyện bổ túc lái xe do cấp trên tổ chức. Qua huấn luyện, góp phần nâng cao trình độ, kỹ năng lái xe quân sự cho các đối tượng. Qua đó, đơn vị đã vận chuyển hàng nghìn lượt xe tăng thiết giáp, pháo tự hành cho các đơn vị trong toàn quân. Với hàng trăm nghìn km sử dụng xe chở tăng, ô tô các loại, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Chúng tôi tập trung vào giáo dục, làm chuyển biến rõ nét về tình hình bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, coi trọng việc tuyên truyền giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện và chấp hành pháp luật nhà nước, kỷ luật của quân đội, quy định của đơn vị. Qua giáo dục tuyên truyền đã làm chuyển biến nhận thức và hành động của cán bộ chiến sĩ, kể cả trong sinh hoạt, học tập, công tác của đơn vị. Trong mỗi đợt vận chuyển, tiểu đoàn làm tốt công tác xây dựng kế hoạch như kế hoạch chung của tiểu đoàn, kế hoạch công tác hậu cần, kế hoạch công tác đảm bảo kỹ thuật sát với từng nhiệm vụ vận chuyển, phổ biến quán triệt kế hoạch đến toàn thể đơn vị nắm và hiểu rõ được nhiệm vụ, làm tốt công tác kiểm tra tình hình, trang bị kỹ thuật, bảo đảm kỹ thuật trước, trong và sau mỗi đợt vận chuyển. Để mỗi chuyến xe lăn bánh an toàn, hành trang mang theo của mỗi người lính lái xe của tiểu đoàn 2 ngoài trình độ chuyên môn còn là sự chu đáo, cẩn thận trong từng chuyến công tác, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, kinh nghiệm từ thực tiễn và tâm huyết với nghề, nắm chắc và thực hiện nghiêm túc luật giao thông đường bộ. Mật độ giao thông ngày càng phức tạp, cung đường vẫn còn nhiều khó khăn, hiểm trở, nhưng các anh vẫn luôn sẵn sàng cho những chuyến hành trình mới với tinh thần, trách nhiệm và văn hóa cao nhất của người quân nhân khi tham gia giao thông. Thưa quý khán giả và các đồng chí, lái xe siêu trường siêu trọng như xe KZKT có nhiều khác biệt với các xe khác, nhất là khi vào vòng cua hay lùi vào bãi xe và nhà xe. Trong chuyên mục góc chia sẻ tuần này, Thiếu tá Nguyễn Văn Thành, cán bộ huấn luyện Tiểu đoàn 2 Cục Kỹ thuật Binh chủng, Tổng cục Kỹ thuật sẽ chia sẻ đến quý khán giả và các đồng chí những điểm cần lưu ý khi lái xe vào vòng cua hay lùi vào bãi xe và những điểm người lái xe cần lưu ý khi xe lưu thông trên đường trong khu vực đông dân cư qua đường đèo dốc nguy hiểm. Thưa toàn thể đồng chí, với xe chở tăng có trọng lượng và kích thước lớn thì phần điểm mù khuất tầm nhìn càng nhiều. Các điểm mù không chỉ tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ra va quẹt xe và tai nạn giao thông nghiêm trọng mà còn khiến cho lái xe gặp không ít khó khăn trong quá trình điều khiển xe, đặc biệt khi chuyển hướng, lùi xe, quay đầu hay cả việc dừng đỗ xe. Sau đây, kính mời toàn thể quý khán giả cùng toàn thể đồng chí quan sát chúng tôi thực hiện trực tiếp các thao tác trên xe. Thưa toàn thể đồng chí, với sự hỗ trợ của công nghệ hiện đại thì toàn bộ các xe chở tăng của tiểu đoàn
đã được lắp đặt hệ thống màn hình camera 360 độ thì đã hạn chế được rất nhiều các điểm mù của xe. Các đồng chí có thể theo dõi, đây là hệ thống camera 360 độ được lắp trên xe KZKT của tiểu đoàn. Thì với cái sự hỗ trợ của camera 360 độ này thì đã giúp ích rất nhiều cho các đồng chí lái xe, đặc biệt là khi các đồng chí lái xe quay đầu xe hoặc lùi vào nhà xe hoặc lùi vào bãi xe. Tuy nhiên, đòi hỏi lái xe thì cần phải có kỹ năng, kinh nghiệm vận hành tốt, cẩn thận, tập trung và linh hoạt xử lý tình huống phát sinh khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường. Sau đây, các đồng chí chú ý quan sát đồng chí lái xe thực hành lùi xe vào nhà xe 90 độ. Đồng chí lái xe chú ý này, khi mà lùi xe để đảm bảo an toàn cao nhất thì phải có một đồng chí phụ xe phía sau. Thì hiện nay đồng chí đã có đồng chí phụ xe phía sau. Và đồng thời khi lùi, đồng chí lái xe phải quan sát vào màn hình cam 360 độ để xác định vị trí của nhà xe để lùi vào nhằm đảm bảo an toàn cao nhất. Khi có hiện tượng lệch khỏi nhà xe hoặc là đuôi móc có hiện tượng chạm vào vạch, vào cọc thì các đồng chí phải dừng xe lại, sau đó tiến lên một đoạn, sau đó chúng ta mới tiếp tục chỉnh tay lái để lùi vào xe nhằm đảm bảo an toàn cao nhất. Đi thật chậm, lùi thật chậm, trả tay lái từ từ. Thôi. Rồi đồng chí tắt máy. Với những kinh nghiệm tôi vừa chia sẻ các đồng chí, hy vọng rằng các đồng chí lái xe sẽ nắm chắc được yếu lĩnh động tác cũng như các quy định khi tham gia giao thông trên đường nhằm đảm bảo an toàn cao nhất, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Quân đội bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ là chủ đề của cuộc thi về an toàn giao thông đường bộ do Cục Xe máy Tổng cục Kỹ thuật tổ chức triển khai sâu rộng tới các tập thể cá nhân đang công tác trong ngành xe máy quân đội. Cuộc thi đã và đang thu hút được đông đảo cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong toàn quân tham gia hưởng ứng tích cực, góp phần nâng cao kiến thức về ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho mọi quân nhân khi tham gia giao thông. Thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm dự xét giải sẽ là ngày 21 tháng 4 năm 2023. Cuộc thi sẽ trao giải vào dịp ngày 19 tháng 5 năm 2023, nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhằm tuyên truyền sâu rộng và nâng cao nhận thức về an toàn giao thông đường bộ trong toàn quân, Cục Xe máy Tổng cục Kỹ thuật tổ chức cuộc thi An toàn giao thông đường bộ với chủ đề Quân đội bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ. Đối tượng dự thi: các tập thể và cá nhân đang công tác trong ngành xe máy quân đội. Hình thức dự thi: phần 1 thi viết phản ánh kiến thức, kinh nghiệm, ý tưởng sáng tạo về an toàn giao thông. Các bài dự thi viết trên khổ giấy A4, độ dài mỗi bài viết không quá 3.000 chữ. Phần 2, thi viết hoặc video clip các tình huống kinh nghiệm khi tham gia giao thông, viết trên khổ giấy A4, độ dài mỗi bài viết không quá 2.000 chữ. Video clip có độ dài từ 5 phút đến 7 phút, có lời bình dưới dạng phụ đề, thuyết minh tiếng Việt, chất lượng hình ảnh đạt 720p trở lên. Giải thưởng cuộc thi: giải thưởng cá nhân, 1 giải nhất, 4 triệu đồng 1 giải, 2 giải nhì, 3 triệu đồng 1 giải, 5 giải 3, 2 triệu đồng 1 giải, 5 giải khuyến khích, 1 triệu đồng 1 giải. Giải thưởng tập thể: 1 giải nhất, 7 triệu đồng 1 giải, 2 giải nhì, 5 triệu đồng 1 giải, 5 giải 3, 3 triệu đồng 1 giải, 5 giải khuyến khích, 1 triệu đồng 1 giải. Thời gian nhận bài dự thi: thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm dự xét giải ngày 21 tháng 4 năm 2023 theo dấu bưu điện hoặc ngày gửi email.